Quý vị, và mới đây dư luận lại một lần nữa bất bình khi một người chồng ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhẫn tâm tông xe vào chính vợ mình rồi bỏ chạy khi bị phát hiện đang chở nhân tình. Đoạn video clip người phụ nữ nằm vật trên hè phố sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút rất đông lượt xem và những chia sẻ bất bình. Và sau đó người ta mới phát hiện ra cuộc sống bi kịch của người phụ nữ này, đó là liên tục bị người chồng đánh đập và hành hạ. Vâng, bạo hành phụ nữ là vấn đề được xã hội được nhắc đến khá nhiều, và nhất là ở các gia đình ở nông thôn. Tuy nhiên thì hiện nay cái tình trạng này cũng đã lan rộng tới những thành phố hiện đại. Và chị Linh Đa này, chị đã bao giờ chứng kiến trực tiếp một sự vụ nào có yếu tố bạo lực gia đình hay chưa? Thực ra thì là một phóng viên đi nhiều nơi và phải chứng kiến nhiều hoàn cảnh thì tôi cũng đã được chứng kiến và nhìn thấy rất là nhiều những vụ bạo hành gia đình. Nhưng mà cái mặt bằng chung thì vẫn là chỉ dừng lại ở mức là người chồng sẽ hành hạ, tra tấn, đánh đập người vợ về mặt bạo lực và trên mặt tinh thần. Nhưng vẫn ở một mức nào đó mà khiến cho chúng ta vẫn còn có thể chấp nhận được, có nghĩa là cuộc sống vợ chồng thì lúc nào cũng phải có lúc là chén đĩa sẽ xô thôi, đúng không? Thế nhưng mà có những câu chuyện mà chắc chắn rằng là sẽ còn khiến chúng ta ghê rợ hơn nhiều về cái vấn đề là chồng hành hạ vợ hoặc là vợ tra tấn chồng. Vâng, và tuy nhiên thì mọi người vẫn thường chỉ nói tới những cái dạng bạo lực, bạo hành hay bạo lực dễ nhìn thấy như là chồng đánh đập vợ. Đúng rồi. Trong khi đó thì có những cái góc khuất của đời sống vợ chồng vẫn còn bị che lấp đi. Và đâu đó thì vẫn có rất nhiều những người phụ nữ không dám nói lên nỗi khổ của chính mình. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng của chuyên mục câu chuyện buổi sáng để cùng chia sẻ những nỗi đau của biết bao những người phụ nữ rất bất hạnh như vậy ạ. Dạ vâng, nạn nhân của bạo lực gia đình thông thường là phụ nữ, như là tại Việt Nam có tới 1/3 số phụ nữ là nạn nhân. Tất nhiên đàn ông không phải là không có, và điều này thì xảy ra ở mọi quốc gia, nền văn hóa, tôn giáo không ngoại lệ, giàu hay nghèo, trình độ học vấn là cao hay thấp. Theo nghiên cứu của Liên Hợp Quốc, tại Việt Nam, cứ 3 phụ nữ có gia đình hoặc đã từng có gia đình thì có một người cho biết họ từng bị chồng mình bạo hành về thể xác, tình dục, tinh thần, kinh tế hoặc là cả 4 loại bạo hành. Những người phụ nữ được hỏi cho rằng người chồng có thể đánh vợ với 5 lý do phổ biến: đi chơi mà không nói với chồng, bỏ bê con cái, cãi lại chồng, từ chối quan hệ tình dục với chồng, làm cháy thức ăn. Quy luật của bạo hành giống như vòng xoáy chôn ốc: bạo hành, xin lỗi tử tế, rồi lại bạo hành, xin lỗi tử tế, bạo hành. Càng về sau, vòng tròn càng to dần, tương ứng với mức độ bạo hành ngày càng nặng. Khoảng 1/5 số phụ nữ bị bạo hành đã từng rời khỏi nhà ít nhất là một đêm. Thực tế gần như không có một lựa chọn nào cho những người phụ nữ đi đâu, và những người phụ nữ này thường quay về nhà vì gia đình. Vâng, quả thật là những con số khiến chúng ta phải suy nghĩ. Bản thân là một người phụ nữ, mỗi khi nghe một câu chuyện bạo hành liên quan đến phụ nữ thì tôi cũng không khỏi xót xa, vừa buồn, vừa thương, vừa giận dữ. Rõ ràng là tình trạng bạo hành gia đình không chỉ gây ra nỗi đau thể chất cho người phụ nữ mà để lại những hậu quả rất lâu dài, cả về tinh thần lẫn cuộc sống sau này. Vâng, và đặc biệt là tại khu vực nông thôn, nơi mà những người phụ nữ thường ít khi tự chủ được về đời sống kinh tế. Và ngay cả những người phụ nữ đã lấy hết can đảm thoát khỏi mái nhà đầy bạo lực, thì họ nhiều khả năng cũng phải ra đi tay trắng, trở thành những người vô gia cư. Và từ đây thì sinh ra rất nhiều những bi kịch. Và thưa quý vị, những thước phim được ghi lại ngay sau có thể khiến cho nhiều người trong số chúng ta cảm thấy ám ảnh. Quánh sanh tử chứ không phải là ai. Nhốt trong buồn ấy, quánh, quánh sông mét rồi này, đi con sợ đó. Mấy lắng là hồi đi mua là không biết đâu. Cái đó là hầm tốn nó trộn rồi đó. Mấy bị bác hay người đi bán mua cho anh cô bộ đồ. Thì anh kia mua xong mua nó ngàn cái tô mà về mà không vừa ấy là không được ha. Thì ta thì mỗi người mua ấy mà đâu biết ẩm ấy đồ như thế nào. Cái chị mới nói thì dạy sao hôm qua anh không mua luôn đây. Anh xách cái chén đặt trên cái bòn thì gian ra để xả và trả má quần quật ấy. Thì cái thằng cu lắm nó mới ôm nó khác thì đánh đập miết. Nói chung là thằng mới về là đánh miết quá đi. Thằng mới chữa có bào thằng lắm là đánh rồi đánh miết quá. Thì cái nhà thì chắc bây giờ thì cứ để em ở đó, chứ bây giờ mà tranh chấp thì cũng không có tiền. Giờ mà đi tranh chấp lái thì mình cũng sợ có một khoản tiền mà mình mới lái được. Là anh Nguyễn Tấn Đức sẽ có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con cho chị hàng tháng á là 600.000 đồng. Thời gian cấp dưỡng là tính từ tháng 10 năm 2014. Như vậy là 1.200.000 một tháng.
hai cháu đều ở với chị ấy. Là khi chị làm đơn yêu cầu thiền học, thì cơ quan thiền học cán bộ người trực tiếp đó, người ta sẽ kiểm tra lại tất cả nội dung đơn, nếu đầy đủ nội dung thì người ta sẽ bổ số. Chị thì cũng không có hiểu biết gì hết chứ. Nhưng mà chị không muốn biết hay là chị không biết được? Chị không biết biết. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật đặc biệt, một người đàn ông, và anh là Đỗ Mạnh Cường. Hiện nay thì anh đang là quay phim và anh là một người đã lang bạt từ Bắc vào Nam để theo đuổi những số phận của những người phụ nữ bị bạo hành, và anh cũng chính là tác giả của những thước phim mà quý vị và các bạn vừa theo dõi. Vâng, xin chào anh Cường, anh có thể chia sẻ với khán giả của VTC14 lý do sao anh lại lên đường để làm phim về những cái thân phận của những người phụ nữ bất hạnh ấy ạ? Tôi là một người có sở thích cầm máy ghi hình, ghi lại cái cuộc sống của mỗi con người, nhất là những con người mà có cái hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ như là những người làm bốc vác ở chợ đêm hoặc những cô công nhân mà cử nhân đại học. Và khi nghe về dự án là phim tài liệu về những người phụ nữ sau ly hôn và họ phải ra đi khỏi nhà với hai bàn tay trắng, và có những người phải mang theo cả hai đứa con, thì tôi nghĩ đấy là một cái chủ đề rất là phù hợp với cái sở thích của mình. Tôi nhận lời làm cái bộ phim này. Trong hành trình của mình thì chắc hẳn là anh đã gặp rất nhiều người phụ nữ, và có những cái chi tiết nào ám ảnh anh đến tận bây giờ không ạ? Ngày cuối cùng khi chúng tôi ở Long An và có gặp một cô năm nay chắc cũng khoảng 50 tuổi rồi, và con trai của cô ấy là 25 tuổi. Em mới bị bại não bẩm sinh, và cô đã ly hôn được 18 năm nay. 18 năm đó người chồng lấy hết tất cả tài sản, đến tận thậm chí cả những cái cây cột gỗ họ mua về để định sau này làm nhà ấy, thì ông ta cũng giành lấy, và để hai mẹ con trở về nhà ngoại 18 năm không thu cấp một thứ gì hết. Mặc dù theo như phán quyết của tòa là ông đã phải chu cấp suốt cuộc đời của cậu kia, vì cậu cái bại não mà cậu ta không có khả năng trưởng thành nữa. Thì đó là những hình ảnh cực kỳ ám ảnh, thậm chí tôi quay về thì không dám xem lại. Trong hành trình của mình thì có lẽ là anh đã có rất là nhiều cảm xúc. Vậy có khi nào anh có một cái cảm xúc cực kỳ cảm thấy phẫn nộ khi mà những người phụ nữ, những cái nhân vật rất là bị đau khổ đó mà lại cứ cam chịu đến như vậy không ạ? Không, tôi nghĩ thì mình không có lý do gì để phẫn nộ đối với họ cả. Ra là họ, cái việc mà họ chịu đựng như thế là do họ cái sự hiểu biết của họ không đủ, thì họ cứ, và họ quá sợ rồi, khi mà qua một thời gian dài họ bị đánh đập, họ bị ruồng bỏ hắt hủi rồi, và khi được tạo điều kiện ra khỏi nhà phát là họ đi luôn, họ không cần cái gì hết, thì cần đi thôi, đi là đi thôi. Thế nhưng rõ ràng là có nhiều người quay trở lại, buộc phải quay trở về. Thì đúng rồi, khi mà ra ngoài họ không thể chịu được nữa, họ không thể tồn tại ở bên ngoài nữa, thì họ phải quay trở lại, mặc dù cái đấy đúng là địa ngục đối với họ, nhưng mà ở ngoài kia thì có thể họ phải chết ở ngoài kia chứ không được sống như ở trong địa ngục. Vâng, còn với những người đàn ông, liệu rằng là anh nghĩ có giải pháp nào cho họ không? Hay là nói chính xác hơn đó là với não trạng của họ, bởi vì ít nhiều thì nguyên nhân để gây ra những cái vụ bạo hành gia đình chính là bởi những người đàn ông ấy ạ? Thì những người đàn ông đó thì theo tôi nghĩ thì nguyên nhân sâu xa thì cũng là do họ không có học, họ ít học thôi. Họ chỉ biết đi làm kiếm tiền, và khi có tiền rồi thì là họ ăn nhậu, họ uống rượu say rồi thì họ quen hệ, hành hạ vợ con. Vì dù gì nữa thì vợ chồng cũng lại có xích mích, không giải quyết, không tìm cách giải quyết, mà cái xung đột nó ngày càng lên cao thì sẽ dẫn đến cái chuyện là bạo hành trong gia đình. Theo anh thì hiện nay là đã có sự vào cuộc của pháp luật một cách nghiêm minh trong vấn đề bạo lực với phụ nữ trong gia đình chưa ạ? Theo các quy định của mình thì có cả những cái điều để lo cho việc mà người phụ nữ không biết chữ, là ngoài việc nếu mà biết chữ thì viết đơn, nếu không biết chữ thì họ sẽ ghi lại cái biên bản về yêu cầu xử lý sự việc của người phụ nữ. Nhưng mà chính cái việc mà có cái phương án thứ hai đấy thì cũng chẳng ai biết cả.
Vâng, anh Cường thân mến, anh là một người đàn ông và cũng đã có gia đình rồi. Anh nghĩ gì trước một câu nói là nếu mà nghĩ đến bạo hành phụ nữ thì lấy vợ làm gì ạ? Trước khi lấy vợ thì không ai nghĩ là sẽ có chuyện bạo hành cả. Ai cũng nghĩ là mình là người đàn ông number one thì sẽ yêu thương vợ con, đến lúc mà lấy về rồi thì nó có xích mích không giải quyết được như mình vừa nói đấy, thì nó mới tạo thành cái bạo hành trong gia đình. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Cường trong buổi sáng ngày hôm nay.